vùi dập Nga, Đan Mạch lách qua khe cửa hẹp. Bước vào lượt trận cuối bảng B Euro 2020, đội tuyển Đan Mạch đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm mới có cơ hội đi tiếp, trong khi Nga chỉ cần một trận hòa là đủ. Những chú lính chì thể hiện quyết tâm dâng cao tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Do vậy, không dễ cho Đan Mạch khi Nga phòng ngự chủ động và tạo ra những pha phản công vô cùng nguy hiểm. Trong thế trận giằng co, đoàn quân của huấn luyện viên Harder đã khai thông thế bế tắc bằng pha cứa lòng đẳng cấp của Damsgaard phút thứ 38, đưa Đan Mạch dẫn trước sau 45 phút đầu tiên. Sang hiệp 2, đội tuyển Nga đẩy nhanh tốc độ tấn công tìm bàn gỡ. Nỗ lực của những chú gấu Nga giúp họ có được bàn thắng rút ngắn tỷ số của Juba trên chấm 11m. Tuy nhiên, đấy là tất cả những gì họ có thể làm được ở trận đấu này. Chỉ trong 2 phút từ 78 đến 80, Đan Mạch bùng nổ với hai bàn thắng siêu phẩm nã đại bác của hậu vệ đang khoác áo Chelsea, Christensen và Meale. Qua đó ấn định thắng lợi 4-1 đầy cảm xúc cùng tấm vé đi tiếp nhờ xếp thứ hai bảng B Euro 2020. Do ở trận đấu cùng giờ, đội tuyển Phần Lan thất thủ trước Bỉ với tỷ số 0-2. Hai bàn thắng của đội tuyển Bỉ đến từ pha phản lưới nhà của Lukas Hradecký cùng với cú dứt điểm xuất sắc của Lukaku. Chiến thắng của đội tuyển Bỉ đã đưa Đan Mạch từ một đội bóng cuối bảng lách qua khe cửa hẹp để lọt vào vòng trong với loạt trận cuối đầy cảm xúc.